Đây là tất cả các kiểu mũi khoan. Đấy, mỗi một loại mũi khoan ấy, mỗi một loại kiểu mài ấy là nó sử dụng cho một loại cây khác nhau. Chẳng hạn như cái mũi này này, đó cái mũi đang xoay xoay này, này. Mũi này là mũi cũ. Mũi này là mình sử dụng cho những cái cây mà BP260 mà vườn trên 10 năm vỏ nó dày. Đó là mài là cái độ chéo của nó là khoảng cỡ sẽ là độ chéo này, này cứ làm độ chéo y như này. Đấy các bác cứ mài cái độ chéo y như này này, sử dụng cho những cây da dày. Đó, đây này. Là mài như thế này nhá. Đó, chéo y như này luôn đấy. Và cái mũi này này. Đâu xem từ từ. Đó cái mũi này. Xa gần lại mở đó mài và chéo như thế này. Cái mũi này ấy, cái loại mũi này ấy là không sử dụng cho những cây da mỏng được. Nếu mà sử dụng cho những cây da mỏng là mình khoan đấy, khoan vào là mình cắm ống ấy không cắm được luôn đấy, da mỏng quá mà đấy, khoan là không 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 được. Cái này là bắt buộc phải sử dụng cho những cái cây mà da dày. Tại sao lại phải mài chéo như này? Mài chéo như này là cái tỷ lệ ăn vào gỗ ấy, là nó thấp. Chỉ có mình khoan đấy, chỉ có cái đầu mũi khoan này này vừa chạm đến gỗ thôi. Đấy là cái thân khoan này này nó không chạm vào gỗ, cho nên là cái độ mà chạm gỗ ấy, nó chỉ có một tí như này thôi là cái vết thương ấy là nó lành rất nhanh. Còn mình khoan đấy, nếu mà mài bằng nhá, mài bằng đi là cả cái thân khoan này là chạm gỗ luôn, nhìn thấy thớ gỗ ở trong ấy luôn, thì như thế là nước ở trong ấy tiết ra nhiều quá đi, nó làm tụt độ của mình. Đó, đây đây là cái mũi khoan là sử dụng cho cây da dày. Còn cái mũi khoan mà sử dụng cho những cái cây mà lai hoa, lấy hoa da mỏng thì là mình mài theo cái kiểu như thế này, cái độ chéo của nó ít hơn một tí, đó, độ chéo ít hơn một tí, đó là mình mài như thế này, đây, nhìn kỹ, cái mũi khoan này mũi khoan 5 ly, trong tất cả các dòng mũi khoan là sử dụng cái mũi khoan 5 ly là hợp lý nhất, mũ nó ổn định với lại nó lành nhanh. Cái này là cũng cái mũi này là dành cho cây da mỏng này, tai hoa này. Đấy. Còn tiếp tục là những cái mũi, nếu mà các bác ấy mài cái mũi bằng như thế này ấy là cả thân khoan là nó chạm gỗ luôn. Đây. Bài bằng này cả thân khoan chạm gỗ. Thì nước nó tiết ra. Cái thứ hai nữa là mình khoan tốn pin. Người ta khoan được 1.000 cây hết một cục pin, mình khoan có 400 cây hết cục rồi, mới lại mất sức cực kỳ luôn, khoan phải toát cả mồ hôi ra mà. Người ta khoan những cái mũi khoan khác thì có toát mồ hôi đâu, mình khoan toát mồ hôi tối về đau hết cả tay, với lại ấn lực ấn nó mạnh quá đấy, cũng ảnh hưởng tuổi thọ của khoan. Cái mũi này là cũng sử dụng cho cây da mỏng này. Đó. Còn cái mũi này ấy, mài cái kiểu này là anh em ở Bình Thuận là mài nhiều nhất này. Cái khoa cái mũi kiểu này gọi là cũng gọi là chống được phạm mà tốn sức lắm thôi, tốt nhất là không nên mài như thế này. Là những mài y như này ấy là mình khoan vào da cây ấy là nó xù hết cái da cát với lại mạch mủ lên, nó đánh cái lỗ ấy, gọi coi như là cái mủ không chảy ra được nhiều. Sản lượng mủ nó kém. Cái này mình đã thử làm rồi, không 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 được. Nhưng mình khoan là đánh giá là mài cái mũi khoan kiểu như này là không ổn tí nào luôn. Bảo không chạm gỗ mà cái loại này còn vào gỗ mạnh hơn đấy. Khi mà mình ấn vào như này là mình phải ấn mũi khoan mạnh. Khi mà quá đà thì cái là vào gỗ tất loạt luôn. Chẳng qua nó không vào sâu được thôi. Đó, cái mũi này cũng thế này. Đây.
mài là mài y như này. Sao thì đấy, cứ làm sao được cái độ chéo như này. Mài này kỹ thuật cao lắm, mài lệch một tí là khoan nó không ngọt luôn đó, không ngọt là mất tí sức. Là mài ấy là ở cái chỗ mà đầu mũi khoan này này, cái đầu mũi khoan này là mình ve cùn một tí rồi, còn phải để ở cái chỗ mà thân khoan này này ở ngoài này là phải thật chắc chứ nó cắt mới ngọt. Làm cùn cùn một tí ngoài này thôi, đừng có cùn quá lại dẫn đến là mình khoan là mất nhiều sức quá, ấn mạnh là vào gỗ đó. Cái này gọi là mài như này ấy là để sử dụng cho những cái người mà thợ khoan nhá, còn người mà không phải thợ khoan ấy thì khoan thì cũng vào gỗ hết à. Cái này ấn mạnh vẫn kéo cả dăm gỗ ra, vẫn vào sâu được đó. Cái này là chống phạm tối đa rồi, mà phải đi với bác nào là sử dụng kỹ thuật cao mới được. Còn người mới học khoan mà nhảy phát vào khoan nó vẫn gỗ ầm ầm, cho nên tất cả là do con người hết đấy, không phải là do ở cái mũi khoan này. Mũi khoan này nó cũng một phần nào thôi, nhưng mà em thấy là cứ mài kiểu này là cái tỷ lệ vào gỗ là rất ít, nó vào nó chỉ có vào tí này này, vào một tí như này là nó không quan trọng. Như này tầm cỡ một tuần liền rồi đấy, nó kéo ra là nó liền rồi, còn cái nào vào sâu thì nó mới không liền đấy, nhưng cứ vào này là nó liền hết. Cho nên kỹ thuật là các bác phải học khoan này phải thật chuẩn mới được, phải khống chế lực. Mua cái máy khoan là thật rẻ tiền, đừng có mua những cái loại máy khoan này 700-800 1 triệu thì úi rồi vòng tua nó mạnh quá đi, là cứ bấm chỉ cần nhẹ một phát là đã vào gỗ rồi. Càng mũi khoan rẻ tiền lại càng tốt đó. Ở đây là cái phần mũi khoan cố gắng làm sao mà mài được y như thế này đấy, nhìn kỹ ở đấy. Mài này thì các bác mới mài thì mài chịu khó hỏng một vài cây là mới mài được, chứ bảo mài này mà mài dễ cũng không dễ tí nào đâu. Nhiều bác thì bảo ui mài chéo này tôi mài tốt, đem ra mài đem ra vườn khoan không được, khoan là cái dăm nó không bay ra, cái dăm nó dính trong ấy không bay ra đâu. Dăm bột bột ấy, người ta dăm dây mình dăm bột. Là làm như thế là nó làm rộng cái lỗ đi, nghĩa là cắm ống là mủ lòn theo ống ra ngoài thôi đó. Vậy thì các bác cứ cố gắng làm sao mà mài thật chuẩn như này, làm nó đỡ vào gỗ, mài kia cây nó đỡ lồi. Bà con có thể vào group Facebook hội khoan lấy mủ cao su bằng khí đúng phương pháp để hỏi đáp và trau dồi kinh nghiệm nhé.